Xin chào bạn, hôm nay thì mình lại có một trường hợp nữa, một cái khối u tuyến giáp rất là to, cái này 5 cm, nó vị trí ở bên phải đây các bạn nhìn này. Cô nuốt cháu đấy, nuốt đấy đó, các bạn nhìn thấy cái u di động chưa đó, rất là to nhé. Nhưng cô này thì cô chỉ bị một bên thôi, cũng kích thước khoảng 5 cm. Cái u này thì u lành tính nên là mình cũng lựa chọn đốt sóng cao tần, tư vấn đốt sóng cao tần cho cô ấy. Thì hai ca trước, một ca ở Hà Giang à, một ca trước ở đâu, Cao Bằng. Cao Bằng cũng 9-10 cm, hôm qua Quảng Ninh cũng 11 cm, của cô là 5 cm. Nói chung là rất là để như này, rất là to nhá. Tóm lại là mình sẽ phải điều trị triệt để chứ mình không không để nó không uống thuốc. Chắc là trước đây là các cô là hay được bác sĩ kê đơn thuốc đúng không? Vâng. Cô khám u này ở những đâu ạ? Năm ngoái thì khám ở nội tiết trung ương, đợt vừa rồi thì khám ở bệnh viện chất lượng cao của Thái Thế Bình. người ta khuyên cô như nào? Thì bác sĩ bảo khuyên mổ, về từ hôm đấy nay là mới biết đến phòng khám của bác sĩ ở đây, thì hôm nay là ra Thực đây ra thì mổ thì cũng chỉ định cũng không sai đâu, khám để cái khối u cô thì mổ chỉ định là cũng không sai, nhưng mà cũng chưa phải là phương án tốt nhất. Tốt nhất bây giờ thì không phải mổ vẫn giải quyết được u đấy, không cần mổ mình vẫn là điều trị khỏi u, ở đây cho cam kết là khỏi. Và cái thứ hai nữa là mình có bảo hành trọn đời, chả phải sợ, kể cả sau này bên trái của cô nó mọc u cũng được đốt miễn phí chứ không phải cái u bên phải đâu. Nên là cô đến đây là cô sẽ yên tâm, không phải lo đâu nhé, điều trị khỏi mà. quy trình đốt nhà Tí nữa bạn Hà bạn sẽ hướng dẫn, bạn sẽ sắp xếp với đốt cô. cần cái này đốt thì đốt một lần hai lần Cái này của khả năng của cô phải đốt 2 lần, 2 lần thì mất tiền 1 lần thôi, đốt 2 lần để cho nó đỡ nguy hiểm. còn sau này đốt 3 ngày thì đến khám kiểm tra lại Cứ 3 tháng kiểm tra lại 1 lần. Có. coi thấy là nhưng mà đốt 2 lần là đốt luôn trong hôm nay chứ có 2 lần Không, đốt trong hôm nay thì người ta chỉ tính 1 lần chứ làm gì đốt 2 lần. 2 lần tức là cách nhau 3-4 tháng, bởi vì 1 lần cô không chịu được. Cô thấy mấy cái vụ cắt tường Quảng Sát chưa? Đấy do ngộ độc thuốc tê đấy nhé. ý là bây giờ đốt lần này vài lần cao đốt trước là nữa 3-4 tháng sau đốt lại 1 lần nữa, tức là cái u nó to, mình đốt 1 lần ngấm thuốc tê rất là nhiều, ngộ độc thuốc tê. Cái u này của cô cũng rất là nhiều năm rồi, ông hiểu ý không? Nếu mình xử lý mình cắt bỏ đi thì không nói gì, nhưng mình điều trị kia thì không không cần nhất thiết mình phải là buộc phát vào là cố để sống cố chết mà điều trị cho nó hết ngay 1 lần. Thì thuốc tê, lượng thuốc tê vào người nhiều, bệnh nhân người ta ngộ độc tử vong, mình điều trị vì an toàn, đầu tiên là phải an toàn xong thứ hai mới là hiệu quả ông ạ. Hiệu quả mà không an toàn thì thôi điều trị làm gì, đúng không? Cho nên là bắt buộc phải an toàn. Thứ hai là hôm nay Thường sẽ đốt 2 lần. 3-4 năm sau đó lại cái thời gian mà chưa đốt thì vẫn có phải kiểm tra Không, cũng bình thường. không phải kiểm tra nữa mà không uống thuốc Đến lịch thì các bạn ấy tự các bạn sẽ gọi điện. Đến lúc đấy là khoảng 3-4 tháng sau đốt lại cứ lên thẳng đây. Các bạn sẽ sắp xếp lịch, ông hiểu chưa? Các ông bà không phải lo gì cả, đến ngày giờ các bạn tự gọi điện hẹn lịch cho cô, ông lên là bà lên là đốt thôi nhé. Cái đấy thì không phải lo, chi phí thì tí bạn Hà bạn sẽ tư vấn.